Anh cho em hỏi anh cái địa điểm của anh hồi đó anh bị mấy năm anh? À, chắc khoảng 3 năm. 3 năm là bác sĩ khám anh bị tới L mấy rồi? Là 4 và 5 S1 là 54.4 chèn ép dây thần kinh xuống 2 giò là đi không được luôn. Rất là nặng luôn á, đi là cũng như là kè không, nói chung là đi không được kè không. Ừ, về sinh hoạt sao, sinh hoạt ổn không? Và có làm gì được đâu, đi kè không mà đâu có muốn tính ra là muốn muốn báo phế luôn á chứ. Vậy anh rồi anh đắp cái cây này dành này mấy lần anh? Lần đầu đắp lần đầu 10 phần thì nó giảm nó chắc cũng khoảng 80%. Thì thấy lâu quá cũng 2 tháng mấy 3 tháng trời cái thấy nó em á. Đắp thêm lần nữa là hết tới giờ cũng giờ, nói chung là đắp hết sức khỏe và sinh hoạt bình thường, làm chung chung cái sức khỏe mình vừa sức khỏe mình chứ không có làm nặng, làm chung chung vừa vừa là ok đó. Dạ. Anh có đi khám bác sĩ là bác sĩ có nói hết chuyện không anh? Thì tái khám lại, lên đại học có dược tái khám lại thì chụp em gai lại thì không có thấy gì hết, bình thường. Tới bây giờ luôn. Lúc mà trước khi mà đắp cây dành, bác sĩ có kêu anh đi mổ không? Có, rồi kêu đi mổ nhưng mà thấy còn trẻ quá nè. Thì mổ rồi sợ nó mổ mà nói 50-50 cũng đâu cũng sợ quá. Mà thấy vậy thì thôi về kiếm thuốc bắc thuốc nam mà uống, tôi nói tá lả âm binh hết trơn. Các nơi cùng chỗ ai chỉ gì cũng làm hết mà uống nó cũng giảm hơi xong chứ không có gì, thì nhờ đắp mấy cây dành này nè. Vậy là trước khi cây này dành này cũng là thuốc nam thuốc bắc gì tá lả đây nữa hả? Nam thuốc bắc tá lả bên đó trơn á. Và nói chung cây dành dành này đã biết trước lâu lắm rồi mà không có tin. Anh cũng nói thiệt với em, đúng là anh không có tin, tại vì mình uống thuốc bắc chịu không à. Đúng rồi, mình nghĩ là cái vụ mà vòng dài 200-300 ngàn làm gì hết đúng không, uống thuốc quý không à. Rồi thấy vậy rồi nó dứt quá thì thấy cử thuốc thứ năm tới cử thuốc đi lấy thuốc. Rồi thứ hai thì nó dứt quá trời chịu hết nổi rồi, chịu thuốc nha chỉ cái đi lên năm thầy cái Đồng Tháp cho nó rồi ông chỉ đắp con lần một rồi thì giảm mà sẽ rồi giờ về cũng đặt thuốc làm thuốc cho bà làm bệnh cho bà con người ta vậy đó. Bây giờ như bà con thấy anh đắp cái cây anh bệnh đó mà đắp cái cây gì hết, người ta về người ta hỏi rồi mình chỉ ha vậy. Chỉ người ta lại tới nhà khi anh kiếm thuốc về, người ta lại tới nhà là người đắp, bà con người ta làm cũng làm phước à. Dạ. Anh hồi đó anh đi khi mà bác sĩ kêu mổ là có là nó thai đốt cho anh hay gì anh? Thai kia đi nóc vô. Tôi về là thủ tiền nó lên kế hoạch, bác sĩ cũng gọi tư vấn người nhà với người bệnh này nè, là mình lên là mổ là thay đi nắp á. Sao kỳ mà cái đốt mình nó thay nó inox nó bắt vô sao ta? Nó bắt này inox vô quá. Nó có nói nó dự báo trước là ca mổ cỡ nhiêu triệu không anh? Chắc kêu về thủ 100 mấy hay gần 200 á. Trời ơi, chị nghe thấy ghê trời. Nghe là xấu mình khổ cũng chết luôn rồi, đi uống nó thôi chị mấy năm trời đi vòng vòng này kia nọ tùm lum hết trơn, thuốc bắc thuốc nam, nói chung là đi chị cũng muốn tràn mạc luôn á. Thì đó giờ giống như là mình bệnh tìm giấy tứ phương, ai chỉ đâu làm nấy, chỉ đâu giờ làm nấy vậy đó. Đó đi ai đúng chỉ đâu làm nấy, đi riết mà hết tiền hết bạc mà không hết bệnh luôn. Không, nói chung là anh em anh cũng tâm sự thiệt luôn, cái đó là mà cái cây này nó hay, rất là hay. Về xương khớp là ok, có cái bú thì đắp hơi lâu thôi chứ thật ra cái xương khớp là tốt với điện là ok. Cái bú là phải kết hợp với cái thằng thuốc uống nữa để cho nó mau, chứ mà đắp thì nó hơi lâu, nó phải nhiều lần. Có bên cái Zalo đó có thuốc bú gì em gửi qua, nên tôi có là trên em nó có bào chế sẵn luôn.
Thuốc bú thì em cũng lấy bên ông thầy An Giang á, chứ em không có bào chế được. Ông làm sẵn cho em đi bển em lấy về em gửi cho bà con á, chứ em không có làm sẵn. Cái đó là nó bán chỗ sao em? Đó là chỗ sao? Chả thuốc bột, cũng như cái cây trị bú rồi ông xây ra thành bột á. Mình về chỉ cần đổ vô cái ly cái mình uống nè. Nó nóng không trời? Nóng mà nó nóng như ít thôi, nóng trong mình á. Cái thuốc bú là phải nóng, giờ anh uống thuốc tây nó cũng nóng nữa. Phải nóng mới trị á, trị được cái bú á. Cái đó là hợp khoảng nhiêu cân? À, một ngày uống 3 lần. À, một tuần là 100 ngàn. Trăm ngàn á. Dạ. Bây giờ thì nữa anh có mấy cái ca kia mà bú bự bự không à, bả lỡ bú cổ á. Dạ. Thì mình đắp mang cái này nó may nó cũng 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 giảm, nhưng mà nó có thời gian đắp, bây giờ 20 ngày sau nó mới đắp được một lần, lấy mình kết hợp với thuốc bà con người ta uống vô luôn á. Dạ. Tại vì cái bú là nói chung là cái đó là nó giống như khó khó trị rồi. Bây giờ em thấy cũng rất là nhiều nha. Bà con mà đi mổ á, thời gian là vài năm nó sẽ mọc lại. Cái bú nó hơi khó khó, mà ai mà ví dụ mà bị bú ác tính á thì thôi khỏi, đừng kiếm thuốc nam đi, đừng có đi mổ. Bú ác tính mổ đi căng luôn. Bởi mà ví dụ bác sĩ khám mà phát hiện mà bú ác tính thì thôi đi kiếm thuốc nam này nọ kia đi. Mấy cái bú bú cổ rồi bú cổ này kia nó đắp chắc cũng 300 400 người rồi, hôm nay cũng giảm mà nó giảm nó kiểu hoặc cả chữ 6% vậy đó, nó chưa có liền hẳn không anh 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 nói hồi đó vậy, anh đắp bao nhiêu người rồi? đắp về bú là nói chung là 300 400 người, còn thóc thó chia điểm mà đắp là nói chung là rất là nhiều. Anh đắp còn nhiều hơn em luôn rồi. Còn về khớp á, nếu mà về khớp là anh đắp khoảng cả 1.000 ngoài, 1.000 2.000 người á. À dạ, anh lắp cây khác luôn ha, nữa là đó, nó lắp cây này. Đắp cây dành dành không Trời ơi, ông lắp gì còn nhiều hơn em nữa trời. mình hết bệnh mình mừng mình làm phước vậy á. Dạ, giống như hiện bây giờ á, thì em gỡ thì phải có tiền, nhưng mà ai bà con tới nhà đắp thì em cũng miễn phí, em không lấy đồng bào xu có bạc nào hết trơn. Tại vì mình đắp cũng đâu có tốn phí gì đâu, tại vì gỡ em nói thiệt nha anh ha, gỡ chi phí các thứ cho em còn một phần là được 100 ngàn để chi phí này kia đồ đi sinh hoạt gia đình, chứ cũng Thì không đây có anh không gì. làm vuông như này nè, nói chung là tôm chắc không mới có rồi, bà con thấy đắp hết thì mình phụ vô, anh đi phụ nhiêu anh lấy nhiêu, mà còn mấy anh bù vô anh đi lấy thuốc gì đó vậy Em đắp cho ta. nghe anh nói mà em giật mình nói trời, gì đâu mà đắp xương khớp cả ngàn người, còn kia 300 400 hả? Đúng có ngà trên nữa, trên 2.000 người ở trên đó Đắp nhiều lắm. xương khớp là cỡ 2.000 người, còn cái độ mà trị bú là 300 400 người rồi. Đó 100 người á. Trời đất ơi, ghê trời. Em đến đây đắp đâu vô ngày, ngày cho 30 người 40 người à, ít lắm. Anh thì quá trời trời. Bởi vì bệnh nó trong cái này là anh ở trong cái vùng quê trong ấp á, À. rồi trước khi anh bệnh á thì bà con cô bác ở đây người ta biết rất là nhiều. Ờ, tại vì nói chung mình bệnh thời gian dài mà mình đi khắp nơi nữa đó. Bệnh thời Đây. gian dài đi luôn 2 năm mấy gần 3 năm trời ta chị không hết rồi, cái tự nhiên cái thằng này sao nó hết cái đi bình thường rồi nó làm này kia đó, người ta hỏi Dạ. rồi mình chỉ vậy đó, rồi bà con người ta lại người ta kêu ấy đi lấy thuốc về đi rồi đắp cho bà con người ta. Tới làm tới giờ hồi trên hồi anh làm hình như là hồi tu tháng 8 tới giờ đó. Tháng 8 năm rồi mới đây mấy tháng trời gì Chắc anh là ngày nào cũng có bà con tới trơn hả? đó, nhưng mà hôm ngày mấy ngày lễ ta điện cũng bây giờ hiện bây giờ ta điện cũng 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 chắc cũng khoảng gần gần 40 người á, Là điện hẹn là chưa lại đó ha. hẹn lại là sẽ đi ra nhà đã không, nghĩa là không còn thuốc nữa đó. Ơi trời, gì hẹn không 40 người ghê vậy? Rất nhiều lắm. Bởi vì hồi nãy em mới nói em có nghĩa là có gửi cái tăng hơi thuốc đi chút đỉnh đi được bao nhiêu thì nhiêu anh Dạ, em để có em gì. gửi nhiều nhiều cho, ví dụ là em cũng phụ phụ anh để đó cho có thuốc cho đắp cho bà con nhiều nhiều tí. Thì có gì đó gửi đó, có gì anh em mình hợp tác mình liên hệ nhau cũng mình làm cũng Dạ. được có gì đâu. Ví dụ em gửi cho vậy mà em gửi nhiều nhiều tí cho anh đắp cho bà con. Rồi tiền bạc cái gì đó thì anh em ok chứ không có gì đó.
Dạ, thì ví dụ thì cái một phần thì nó nhiêu đó thì anh đắp cho bà con, thì em gửi gì nhiều chút cho anh đắp. Ví dụ em gửi cho thêm thêm một phần vậy đó cho anh đắp cho bà con. Giờ làm giàu làm có gì ba cái này anh ơi. Tại vì em chi phí nó cao quá nên em phải lấy tiền lại, tại vì đất đai em cũng mướn này, em đâu có công ruộng nào anh. Với hàng ngày em phải đi làm, nhưng mà giờ cái chăm sóc cây thuốc nhổ gỡ cho bà con thì em cũng phải, giống như em lấy cái tiền em đi làm lại chứ không có gì trơn. Chứ Đúng rồi, giờ con cái sống bằng gì, vợ chồng con cái gia đình sống bằng gì, thí dụ có ai tài trợ thì em không nói đi, giờ em đâu có ai tài trợ đâu, hỗ trợ gì đâu, một mình không à. anh khi bà con lại tới đây đi thật khổ quá, anh cho bà ta luôn, anh cũng có dặn đồng xu nào cho mấy người, chứ mình người khá khá á, thì phụ 100 200 người mình lắp với mấy người kia. Dạ đúng rồi, tại vì anh thuốc anh cũng phải mua thì vậy đó. Anh em tâm sự thiệt luôn á, anh không có Dạ thì vợ bà con nào khóa cá thì cho nhiều nhiều, còn bà con nghèo nghèo thì lắp qua khỏi lấy tiền, vụ gì đó lắp qua lắp lại. qua cho mấy người kia. Dạ ai có nhiêu cho nhiêu, không có cũng được. Cái cây này anh đắp biết nhiêu lần, thấy anh thấy chỉ có cây già, nó già là nó đạt hiệu quả nhất. Nhiều người thôi, anh đắp ví dụ như anh đắp cái này đi khoảng cỡ 4 5 giờ sáng á, mà nó hết, nó không còn nóng nữa mà nó còn cắt gác rồi, khoảng nó giảm điện, mình hỏi thăm lại người ta bệnh bệnh đó, nó giảm khoảng 80% 70 80%. Là lắp một lần một là giảm 70 80 liền nữa hả? Mà em Lúc trước đâu có làm thầy làm bà đâu, bây giờ ta điện kêu bà ông thầy không. cũng vậy, hồi lúc đó em có biết cái thầy bà gì đâu, tự nhiên cái giờ mình không có nghĩ là mình đắp thuốc cho bà con luôn, trời em thiệt luôn á. Anh cũng đâu có nghĩ đâu, tại cái số sao cái Để cái mình chuyển đi tu viện đúng xây rồi, chuyển hay không cũng đi vòng 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 cái mình biết vậy cây này, cái mình biết cách đắp, rồi cái mình đắp cho bà con cái hết cái nữa, rồi bà con cứ chạy tới đắp thì đắp thì đắp chứ có gì đâu. Ta kêu vọng thầy nữa trời, kêu kêu vọng thầy mắc cỡ cũng chết luôn. không phải xong mà mình đâu có, nói chung là mình đâu có học gì đâu mà Dạ đắp đúng hết lên rồi, đó, thì bà con nhất chỗ nào thì mình cứ làm chỗ đấy vậy đó. để người ta cũng hỏi em có học hành gì không, trời ơi học gì đâu, tôi không học gì trơn, ai tin tưởng thì tôi đắp cho, không được thôi. Đúng rồi, trời mấy người kia khi đắp thuốc người ta nói chắc ông này chắc không có dùng bùa lũ ban á, những bùa đâu mà mua vậy. Em theo nghĩ cái cây này cũng rất hay anh ha, tại vì bệnh mình nên mình mấy chục năm mình đắp vô phát là giảm 70 80% liền, công nhận thì chứ. Trời ơi, anh nói thiệt với em, anh không có tin cái cây này, anh À đâu có cái tâm tin cái cây này, anh đâu có tốn tiền mình đi chỉ vòng vòng thuốc bắc thuốc nam mà này kia nữa tùm lum hết trơn, tốn cũng cũng trăm ngoài nữa đó. 2 năm trời anh ha, biết chi tiền nữa ha. Chỉ biết kêu tiền rồi chăm cứu rồi rồi dịch cái lẻ trị liệu gì tùm lum hết trơn á, nói chung là đa hệ luôn á. Ồ. Mình kêu Quốc vô phát thì giảm 70 80 liền hả? để vô cái quận đầu là bình thường mình ngồi không có được, để vô quận là ngồi bình thường, sáng đi đánh nhẹ cái lưng rồi thì đâu nó giảm giảm cái nó chốc cái da phòng của mình lên á, rồi 5 10 ngày sau nó giảm 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 luôn, rồi thấy nó hơi ăn ngang cái nào nó đau rồi có thuốc thì mình đẻ vô đắp vô hết, tới giờ ngồi lúc trước đâu có nhậu nhẹt hay đâu, bây giờ cũng làm phà phà được. Đây. Lúc trước ngồi không được nữa mà sao mà nhậu được. Ngồi đâu được đâu, ăn cơm ăn nằm không mà trời ơi. Nói chung Lúc là mỗi người có cái số anh, cái số nhưng số mình nó không có, chưa có đến nỗi. nó nhúc nhích thì nó giật. Lúc trước nó phát lên nó nhúc nhích là nó giật, anh nhúc nhích là nó giật. Chậm chậm nó sống trong ấp này này kia, nó nguyên cái xã luôn, xã An Phúc chỗ này luôn, là nói anh là nghĩa là lần này nó chắc báo phế, lần này sống chắc không bao lâu, bởi vì mình đi đâu mình cũng phải mang cái đai á, nó kiệm lưng lại đó, Nãy em nghe anh nói là gì mặc quần mà còn không được nữa mà. mặc quần không có được, là tắm là bà xã bà mặc không á, cái đó là thật sự thiệt luôn, chứ không phải là anh không có bài chuyện ra nè. Anh mà có bài chuyện ra xe đụng anh chết liền, thật sự anh nói thiệt tâm sự với em luôn á. Nói chung là mấy cái năm bệnh này, mấy cái năm mình mới thấy thương bà xã Vàng ha, chăm sóc đủ điều trơn. nan lắm, mơ trời bệnh gian nan thiệt. Thôi anh có làm công chuyện gì làm đi,
nghe em là người gửi cây thuốc cho anh mà nghe anh đắp cho bà con hết mà đắp nhiều như vậy em mừng dữ lắm luôn thiệt á. rất nhiều, rất là nhiều. Ok Có dịp nào đi tôi có đi xuống Bạc Liêu hay xã Phúc để liên hệ vô anh uống cà phê rồi anh em mà tâm sự được chơi. Dạ lúc trước á đi thường lắm, lúc này thì ít đi rồi. Ừ. Để coi có dịp đi chứ thì em gọi anh này quẹo cho anh chơi. Ừ, cái đường nó cũng nói chung ngay cũng 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 dễ đi chứ không có gì khó khăn. Dạ. Ừ. Đi anh ha. Rồi, tạm biệt anh ha. Rồi, ok, chào chị ha. Dạ.